Tối nay thầy nghỉ ngơi ở đây nha mọi người. Khung cảnh ở đây rất là đẹp nha. Ở đây là núi Trường Sơn phải không anh? Hoành Sơn. Hoành Sơn hả? Hoành Sơn, núi Hoành Sơn. Quá tuyệt vời luôn. Núi rất đẹp. Xung quanh đây là núi và rừng xanh bát ngát nha. Đẹp luôn. Đây là một thung lũng nha mọi người. Quá đẹp luôn. Hồi nãy là thầy đi bộ từ cái đường này nha mọi người. Đó, thầy đi bộ vô trong đó. Đó, mọi người thấy không? Quá trời đẹp luôn. Phong cảnh là ok, ở đằng kia có trống không? Quá đẹp luôn, hình ảnh quá đẹp luôn. Tới đêm nay là thầy nghỉ ngơi ở đây, ở dãy núi Hoành Sơn nha mọi người. Một khung cảnh rất là thiên nhiên. Đâu được quay nè. Có điện đứng đâu này nhỉ? Đứng đâu này? Có nước chảy ha, nước rất là trong nha. Dòng nước rất là trong. Chơi nhiều cái gì à, vậy thì sức khỏe chơi không còn nữa gì. Các Phật tử cũng đi bộ vô trong nha mọi người. Tiến vào từ từ, tiến vào bên trong. Quá đẹp mọi người ơi. Khung cảnh rất là đẹp nha. Phật tử, các Phật tử cũng đã đem nước suối vào đảnh lễ thầy nha mọi người. Em đứng ở xa, hình ảnh hơi mờ nha. Tại vì em rung điện thoại á. Cái này là dãy núi Hoành Sơn nha anh. Hoành Sơn, dãy núi Hoành Sơn. Quá xuống quá đẹp ha. Cái đồng hồ quá thơm của chú ơi. Thầy đang hôm nay xin nghỉ chân. Còn xuống thì đây gọi là suối tiên ha. Đây suối, suối tiền hả? Suối vậy nói cho đúng vậy nha. Suối gì nói đúng cái cha. Mình sống ở đây gọi là suối tiên. Phải không? Để hỏi ăn sống chắc uống không? Tiền là chắc hiện ai?
Tiên hả? Suối Ông Tiên hay Suối Tiên? Thôi lát hỏi mình căng lên chứ mình. Ừ, dạ, mình không có rảnh. Ồ, nước trong lắm nha, nước trong lắm. Tối nay Vinh Đệ ngủ ở đây là y bài luôn ha. À, có nghĩa là mộc chú không có cho Phật tử vào. Không nói hả? À, ngăn dây lại. Mình đứng từ xa mà. Đúng rồi, mình đứng từ xa quay cho hình ảnh cho cô chú xem ha. Nè, sư Minh Tệ nè. Em đúng nè, em thấy nè, ngồi nè. Thì ra chỉ có thầy Minh Tệ là mới rằng địa phương á. Chứ cái địa bàn mới nắm mình lại sao biết. Đúng rồi, đúng rồi. Chỉ luôn á, mình nghe cái cầu bình thường. Đang đi cái vẹo. À, là hồi xưa là thầy Minh Tệ là tu ở đây nè, rồi ngồi thiền hay ngủ ở đây. Ừ, nên thầy mới biết rõ cái vị trí. Yên tĩnh ha. Đây là phía xa xa là đồi núi rồi. Còn ở dưới là một con suối chảy rất rất đẹp. Tắt thử tình nha quý vị. Anh em đứng xa quay cho người xem. Tại vì đoạn sau bên đây tôi nghĩ là được nhiều người rất là thích để tâm nó như thế này. Tại người mọi người quý cô chú khán giả đã yêu quý, đã kính trọng xem sư Minh Tệ như một vị Phật sống rồi, cho nên bây giờ là đi đâu làm gì giờ cũng biết, cũng theo dõi mọi người, thằng tiện rồi. Thì dãy núi nè, núi đẹp ghê hồn luôn, trời ơi nè, quay cảnh này nè anh, đẹp ha. Đâm lại anh đâm nhỏ là đẹp mấy anh ở miền Tây đẹp gì mà người tại em dân nhà em sát núi rồi. Ôi đẹp ghê luôn, hồn luôn, núi quen rồi. Ừ, khung cảnh quá đẹp. Miền Tây em ra thấy núi nó khoái lắm. Em nhảy lâu lên gì miền Tây em thấy sông núi nó khoái lắm. Không giống giờ mà không đi dưới giờ rồi. Này xong cái núi dưới đình ha. Ôi núi đẹp quá. Trải nghiệm luôn. Mà nắng dữ nắng quá. Không, như hôm nay dịu rồi, giờ nghe dịu gió mát. Nắng kinh khủng. Hồi trưa nắng nóng ghê. Hồi trưa đó, hồi trưa em đi không ngủ luôn á. Giờ dịu rồi. Hồi trưa có người xuống ngang mà. Có người xuống ngang, tự tắt đường mà. Đúng rồi. Anh kêu tôi đây là xuống ngang đi. Ủa, cái thầm kia rớt chế quá. Không mà bây giờ thầy ở khu vực này thì khỏe nha. Khi về miền Tây sợ mũi đông quá. Mũi như kiến à. Trời ơi, miền Tây mũi ghê hồn. Ở đây không mũi đâu. Miền Tây là không biết thầy có chịu nổi không. Chứ mũi kinh hồn. Có sư thầy cũng đi đến muộn nha. Anh em cẩn thận đứng sát vô nha, để nó sạt lở mất công. Có vác cái thùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hữu tình nha quý vị ơi. Quay cho chú xem, mình xem nó ai sai đó chứ. Ôi, nguyên xuất hiện nguyên dãy núi hả? Tại sao đây? Trong này núi ha, núi ngắn chóc cấp. Núi Hoành Sơn nha. Vậy núi Hoàng Liên, Hoàng Liên Sơn. Dãy Trường Sơn mà. Hoành Sơn, nãy hỏi người ta đây nè. Có nhiều tên, nhưng mà tên tính nó vậy đó. Nó có dài luôn vậy. À, các Phật tử cũng vô đánh lễ thầy xong rồi ta về. Không biết có cái gì ơi. Chỗ nghỉ của thầy quá yên tĩnh và thơ mộng nha mọi người. Chú ơi, để em dùng đình này, anh đếm từng mặt quân nha. Anh nhớ từng quân gia nhập từ ngày nào luôn á. Đầu tiên là Sư Minh Tệ nè. Còn anh Giang Giang mà anh mới đi đây là anh mới xuất hiện đây nha mọi người. Anh mà hay bắt cho đâu hay nói đó, anh mới xuất hiện hồi ở cuối ở Nghệ An, ở Hà Tĩnh thôi nha mọi người. Hà Tĩnh thì đó còn kia không có anh nha đó. Anh kia nữa. Em xuống lại nha mọi người à, để cho thầy nghỉ ngơi nha.